Rồi các bạn ơi, hôm nay mình sẽ học một chủ đề để làm Revenue Recognition. Chị thấy là khi mà mình đọc cái quyển workbook này của BPP ấy, thì chị rất là happy, chị rất là thích. Bởi vì là cảm giác là BPP họ viết hẳn lại sách mới tinh so với lần trước đây. Chứ không phải chỉ là họ update nữa. Ngày xưa thì là update, nhưng mà có lẽ là đến một cái giai đoạn nào đấy thì họ sẽ phải viết lại hoàn toàn. Thì mình thật là may là mình lần này được học cái version mới này rất là hay. Thì mọi người nhìn thấy là tại sao cái chương này người ta lại nói với các bạn là Revenue and Government Grant. Government Grant là một cái chuẩn mực mà Việt Nam mình không có. Đấy là chuẩn mực về hướng dẫn về việc là khi các bạn có các cái trợ giúp của chính phủ ấy, thì mình ghi nhận như thế nào. Thế thì nói lại câu chuyện là trước đây chúng ta tiếp cận với từng cái IS là theo hướng là người ta hướng dẫn thế nào chúng ta làm như thế. Nhưng mà ngay cả những cái cách tiếp cận của quyển sách này chị thấy rất là hay, bởi vì nó đúng là cái cách tiếp cận của một cái người làm kế toán. Các bạn sẽ phải hình dung là những cái gì công ty mình sẽ nhận được, những cái gì. Nó cũng giống như là bây giờ khi mà chị đi làm tư vấn tài chính thì chị cũng hay phải tư vấn cho người ta là cái đầu vào ấy, cái mà người ta thu được ấy, sẽ là cái gì. Người ta phải nhìn rộng ra chứ không phải chỉ là câu chuyện người ta bán hàng, mà phải nhìn xem là có những cái dòng tiền nào, có những cái dòng doanh thu nào thì có thể vào trong trong cái công ty đấy. Ví dụ ở đây mình nhìn thấy là chúng ta đang nhìn thấy có hai cái nhé. Ví dụ như là nói về income chẳng hạn, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy cái sơ đồ này, đây là một cái sơ đồ quan trọng. Đối với cả các cái income mà một công ty có thể thu nhận được thì cái income mà các bạn quen thuộc nhất và các bạn cảm giác là chỉ cần có nó thôi, đầu tiên đấy là revenue, đấy là doanh thu. Doanh thu thì sẽ đến từ cái việc mà các bạn bán hàng thu tiền, đúng không ạ? Nhưng mà doanh thu bán hàng thu tiền không phải là toàn bộ. Ví dụ các bạn có các khoản đầu tư thì các bạn có interest and dividend income, đúng không? Ví dụ các bạn hình dung là các ông già bà già nghỉ hưu ấy, thì các ông bà già chỉ có thu nhập từ gửi tiết kiệm thôi, đúng không ạ? Thì lúc đó đấy lại là cái thu nhập chính của họ. Hay là các cái other gain or loss on asset. Ví dụ như hôm vừa rồi các bạn nhìn thấy là chúng ta học cái gì nhỉ, investment property, đúng không? Chúng ta nói với nhau rằng là khi các bạn định giá lại, khi chúng ta đánh giá lại tài sản investment property thì chúng ta được ghi thẳng vào P&L, có nghĩa là nó cũng có những cái gain or loss ở đó. Sẽ ngoài ra thì các bạn sẽ còn có các cái lần mình revaluation của các cái non current asset nữa. Nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không ghi nhận vào P&L, vậy thì nó sẽ ghi vào đâu đó, đúng không? Ghi vào other comprehensive income. Đấy, vậy thì cái tư duy của cái này nó nói cho các bạn rằng là khi các bạn nói đến cái income là cái phần mà công ty thu nhận được thì các bạn sẽ phải biết là nó gồm có những cái khoản gì. Nó giống như là một cái báo cáo ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nếu các bạn có revenue, các bạn trừ đi cost of goods sold, các bạn ra được đầu tiên ra được cái profit của cái dòng doanh thu này. Các bạn có financial income thì các bạn cũng có financial expense, đúng không ạ? Financial expense hay là financial cost, đúng không? Thì các bạn sẽ cũng có lợi nhuận từ cái phần financial income trừ đi financial expense. Kiểu là mình đi vay nhưng mà mình có tiền đi đầu tư chỗ khác, hai cái đấy nó có net out cho nhau được hay không? Rồi các bạn lại có các cái khoản other income, đúng không ạ? Đấy, thì cũng trừ đi nhau để ra được một cái lợi nhuận như này. Đấy ạ. Thì khi mà chúng ta tư duy như này thì các bạn sẽ biết là tại sao chúng ta lại phải học như thế. Bởi vì nếu như nói đến câu chuyện đi thi thì người ta không nói với các bạn là bây giờ tôi chuẩn bị hỏi các bạn về IFRS 15 này, các bạn chuẩn bị thi thần này, người ta không nói như thế. Người ta chỉ nói rằng là hôm nay người ta nhận được một cái khoản như này thôi. Và cái khoản đấy thì được thì ghi nhận thế này kia, đúng không ạ? Các bạn phải tự biết là ghi nhận theo cái gì. Thế thì ở cái phần đầu tiên chúng ta nói với nhau trước nhé, là cái phần về revenue là tất cả những cái doanh thu liên quan đến việc bán hàng, nghĩa là thông thường của một cái doanh nghiệp thì mình sẽ coi nó là doanh thu. Nhưng mà doanh thu ấy thì không chỉ đơn thuần là cái bán hàng của doanh nghiệp, nó có thể đến từ rất nhiều các cái nguồn khác nhau. Nói giống như là ở Việt Nam ấy, chúng ta nói với nhau gì nhỉ? Chúng ta nói với nhau rằng là chúng ta có quyền kinh doanh tất cả những cái gì mà pháp luật Việt Nam không cấm, đúng không ạ? Cho nên cũng không có nghĩa là các bạn chỉ được, các bạn đăng ký là các bạn bán hàng này thì các bạn chỉ được bán hàng này. Ví dụ như là chị chẳng hạn, chị dạy học chẳng hạn, thì cũng không có nghĩa là chị đăng ký dạy học thì có nghĩa là chị chỉ được dạy học thôi, mà không phải là chị được làm tư vấn, đúng không? Đấy thì cái việc đấy mình thấy rất là rõ. Thế thì trong cái chuẩn mực đầu tiên mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay, đấy là chuẩn mực IFRS 15, Revenue from Contract with Customer. Thì
Đây là một chuẩn mực bây giờ thì không gọi là mới nữa, nó cũng cũng cũ cũ rồi. Những cái năm mà khoảng độ 2017, 2018 thì nó còn mới, chứ bây giờ thì không mới nữa. Nhưng tuy nhiên thì phần lớn chúng ta sẽ có nhiều bước bỡ ngỡ, bởi vì ở Việt Nam chúng ta đang hạch toán khác. Và vì thế nên là đây sẽ là cái chuẩn mực mà các bạn phải rất là lưu tâm khi mà các bạn học. Bởi vì chị nói ví dụ như thế này. Bây giờ mọi người thử nghĩ cho chị là các bạn sẽ làm như thế nào nhé. Chị nói ví dụ như là bây giờ chị có một cái khi mà các bạn mua máy tính ạ. Bây giờ chị đang bán máy tính nhá, chị bán computer được không ạ? Và chị sẽ tặng cùng cái bộ cái máy tính mới đấy ạ. Chị tặng các bạn một bộ Win có bản quyền, được chưa? Microsoft Office. Được chưa? Cái máy tính của chị trị giá 20 triệu. Microsoft Office của chị trị giá 2 triệu. Nhưng mà cái này đang được cho miễn phí. Được ạ? Câu hỏi nào bây giờ tiên kiểm toán viên nói chị biết là em sẽ hạch toán như nào? Rõ ràng là tiền em thu về nhá là 20 triệu. Đúng không? Nghĩa là em tặng khách hàng, em nói với khách hàng là bây giờ đang chạy chương trình khuyến mại, cho nên là mua máy tính thì sẽ được tặng Microsoft Office. Câu hỏi của chị là doanh thu em ghi nhận như nào? Việt Nam thôi, theo theo hiện tại em đi làm kiểm toán thì các bạn ghi nhận như nào? 20 triệu. 20 triệu này là cái gì? Tất nhiên là em đã biết em sẽ ghi nhận tiền 20 triệu, thì doanh thu từ Google 20 triệu rồi. Nhưng câu hỏi của chị đấy là 20 triệu này là cái máy tính Microsoft em đang bán cái gì? Bán máy tính. Nghĩa là doanh thu của máy tính. Thế còn cái bộ Microsoft Office thì sao? Bằng không, bởi vì là em đang tặng free đúng không? Đúng, chúng ta sẽ không học như thế là FS15. Ừ. Ở FS15 người ta sẽ nhìn thấy rằng là tổng cộng ở đây mình có hai cái là 20 triệu và 2 triệu, đúng không ạ? Nhất tỷ lệ ở đây là 20 trên 22 và đây là 2 trên 22. Và tổng cộng em thu về chỉ có 20 thôi. Thì bây giờ em sẽ ghi nhận doanh thu của máy tính là 20 triệu nhân với 20 trên 22. Ở đây em ghi nhận 20 triệu nhân với 2 trên 22. Đó. Để em ra được là cuối cùng thì doanh thu của máy tính around đâu đó nó sẽ bảo ví dụ nhé là 18 chị bịa ra đấy 18,5 triệu. Cái này là 1,5 triệu ví dụ như này chẳng hạn. Chúng ta đang nhìn thấy rằng là tổng cộng cái discount chúng ta grant cho khách hàng ở đây là 2 triệu. Đúng chưa? Nhưng mà cái 2 triệu này nó được phân bổ vào cả computer và cả Microsoft. Nó không phải chỉ có 2 triệu này là vào Microsoft Office không. Dạ. Bởi vì cái câu chuyện này nó sẽ dẫn đến một cái nguy hiểm rất, nếu như chúng ta hạch toán như cũ ấy, nó dẫn đến một cái nguy hiểm đấy là Microsoft Office rõ ràng là em là người chết, em là người làm bán lẻ, em đi mua về để bán đấy chứ, bộ Microsoft Office em cũng phải có cost đúng chưa? Vậy thì tự nhiên là cái ngành hàng computer thì em có lãi bình thường, nhưng cái ngành hàng Microsoft Office em bị lỗ thì cái present nó sẽ không được đúng, đúng chưa? Nên là nếu như ở đây nhá, em có cost của em, chị nói ví dụ như cost là 1,5 triệu mà em revenue của em bằng không thì có nghĩa là đây tự nhiên em loss 1,5 triệu đúng không? Bên này ví dụ như cái cost của em cho cái computer là 12 triệu, revenue của em là 20 triệu, em báo cáo là em lãi 8. Được chưa? Trong khi đó nếu như 8 cộng 1,5 thì total ở đây chúng ta chỉ còn lại 6,5 thôi. Đấy, thế thì chị đi từ cái câu chuyện này tại sao người ta lại hướng dẫn như thế? Quay lại câu chuyện là tại sao chúng ta lại hướng dẫn như thế? Chị đang lấy một cái ví dụ để các bạn nhìn thấy là cái hướng dẫn ở IFS 15 là nó hoàn toàn khác. À, chị tưởng hiểu hỏi gì. Cái hướng dẫn ở IFS 15 ấy, là nó hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta đang hình dung. Và đấy là lý do vì sao mà chị cần các bạn phải học rất cẩn thận cái chuẩn mực này. Bởi vì nếu không ấy, thì các bạn sẽ không tính được. Bởi vì nó hoàn toàn không đúng như những cái gì mà chúng ta common sense chúng ta đang làm ở Việt Nam đâu ạ. Thế tại sao người ta lại hướng dẫn như thế? Bởi vì người ta nghĩ rằng là quan trọng không phải là các em hạch toán bao nhiêu tiền, không phải là cái câu chuyện này quan trọng, không phải cái này quan trọng, không phải là cái bút toán là debit cash credit revenue quan trọng, mà quan trọng hơn ấy, là em sẽ trình bày lãi lỗ của hai cái này này như thế nào, hay nói cách khác là chúng ta đánh vào cái financial reporting chứ chúng ta không đánh vào accounting, được chưa ạ? Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là ở đây chúng ta phải nhìn thấy khi mà tôi mua máy tính và tôi được tặng một cái bộ Microsoft Office có nghĩa là cam kết của tôi đối với khách hàng, tôi có một cái commitment với khách hàng
là nếu mà anh mua cái máy tính này thì tôi sẽ tặng anh bộ Office này. Tôi không có lựa chọn là tôi không tặng bộ Office nhá. Nghĩa là đấy là cái commit của khách hàng. Và mình phải xác định là thế là chúng ta đang bán cả hai nhưng với một cái mức discount. Chứ không phải chúng ta chỉ bán computer. Đúng không ạ? Cái câu chuyện này nó sẽ, nếu như mà nó lại đơn giản hơn ngày xưa ấy, mua 4 tặng 1 thì mình hạch toán 4 còn 1 cái kia mình cho vào doanh thu bán, à quên, chi phí bán hàng. Nhưng bây giờ là mua 4 tặng 1 mình hiểu là đang bán 5 nhưng với cái giá là 4/5. Được chưa? Thì đấy, đấy là câu chuyện mình đang nói ví dụ với các bạn đây. Đấy thì đầu tiên mình xác định là mình đã cam kết gì với khách hàng. Được chưa? Thế thì bây giờ người ta không hỏi, chuẩn mực ý, người ta không hỏi các bạn là các bạn bán cái gì nữa. Mà người ta sẽ đưa ra những cái từ mới và các bạn cần phải hiểu rõ. Cái từ đầu tiên ý, đấy là hôm vừa rồi mình có một cái lớp mình dạy cho một công ty kiểm toán. Mà khi mình nói đến cái này các bạn kiểm toán rất là hốt hoảng. Bởi vì lý do là nếu như mà các bạn nhìn tên của cái chuẩn mực nhé, là Revenue from Contract with Customer. Có nghĩa là hồi xưa là Revenue Recognition, ghi nhận doanh thu. Nhưng bây giờ lại là doanh thu từ hợp đồng với khách hàng. Vậy thì cái mà các bạn kiểm toán viên, các bạn kế toán viên cần quan tâm là cái hợp đồng nhé. Nhưng hầu hết kế toán không quan tâm đến cái hợp đồng để được ghi như thế nào. Và trong hợp đồng nhé, thì sẽ phải có những cái cam kết giữa các bên. Ví dụ như là scope of work như thế nào, chúng ta sẽ cung cấp cái gì với giá bao nhiêu. Đúng không ạ? Và hầu như trước đây thì kế toán chỉ quan tâm là chúng ta bán cái gì. Thậm chí là hợp đồng chỉ để lưu cho nó có thôi. Chứ cũng không phải là đọc hợp đồng. Vậy thì bây giờ mình nhìn thấy rằng là mình phải cam kết lại từ cái hợp đồng như thế nào thì được gọi là hợp đồng. Cái thứ hai là cái gọi là performance obligation. Performance obligation ở đây, mọi người để mình... Performance obligation ở đây được hiểu là một cái lời hứa của chúng ta là chúng ta bán cái gì. Ví dụ như vừa xong chúng ta nói rằng là trong cái giai đoạn này tôi đang bán cái máy tính kèm với cả một bộ Microsoft Office đã được inclusive trong máy tính. Thì không có cái option là tôi chỉ bán máy tính không. Đấy là cam kết của tôi rồi. Và cũng không có chuyện là tôi bảo khách hàng là nếu mà giảm đến 1 triệu thì tôi bỏ bộ Office ra, không có. Đúng không ạ? Đấy là cái performance obligation. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy là trong đó thì chúng ta chia ra thành hai cái sản phẩm một cách riêng biệt. Cái sản phẩm thứ nhất là cái máy tính. Cái sản phẩm thứ hai là cái bộ Office. Thì ở đây chúng ta có một cái từ nhá, a series of distinct good or service. Thế nào là distinct? Distinct có nghĩa là nó tách rời ra, có thể tính toán được, đúng không ạ? Và ở đây mình nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy là nó có thể là không cùng thời điểm với nhau. Ví dụ bộ Office của các bạn có thể là trọn đời, nhưng có thể là bộ Office trong 1 năm. Cái máy tính thì các bạn không bán, các bạn bán trọn đời, đúng không ạ? Nhưng có thể cái license của các bạn chỉ bán 1 năm thôi, nó khác nhau. Nhưng mà nó có thể, đấy nghĩa là cái tính distinct nó được thể hiện là cái hàng hóa dịch vụ để nó riêng rẽ ra và nó không cần phải đi cùng với nhau, đúng không ạ? Mình xác định là mình ký với ai này, mình xác định là mình có performance obligation là mình cam kết mình bán cái gì này. Và bây giờ mình nói đến chuyện là transaction price, nghĩa là cái giá bán. Nhưng cái giá bán này ấy, phải được giá bán, nghĩa là có thể thu hồi được nhé. Không phải là chỉ là đơn giản là giá trên hợp đồng. Nghĩa là chúng ta phải tính đến cái, đây ạ, amount consideration. Mà ở đây là mình nhìn thấy là expect in exchange, có nghĩa là chúng ta có khả năng thu được. Ví dụ trên hợp đồng ấy ạ, người ta ghi một giá, người ta bảo là bán cái máy tính này 20 triệu, được chưa ạ? Nhưng mà sau đấy ạ, thì bán cái máy tính này vào một cái thị trường đấy bây giờ đang, ví dụ như bây giờ bán sang Ukraine, thì các bạn sẽ biết rằng là rõ ràng sau chiến tranh, người ta rất cần mua máy tính, nhưng người ta không đủ sức để suffer mua cái máy tính 20 triệu. Và mình thì muốn bán số lượng lớn thôi, bán rẻ một tí cũng được. Mặc dù ký là như thế, nhưng mà mình sẽ bảo người ta là không sao đâu, tôi sẽ discount cho ông. Được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta có các văn bản tiếp theo là chúng ta biết là chúng ta sẽ discount ấy, thì ngược lại cái transaction price của cái người kế toán ấy, là cũng phải tính luôn cái câu chuyện discount này vào. Chứ không phải là cứ căng thẳng là trên hợp đồng là 20 triệu thì tôi cứ thế tôi tính 20 triệu đâu. Được chưa? Đây là cái expect to be exchanged. Hoặc là cũng có trường hợp thì là người ta nhận hàng rồi, đúng cái lúc đấy người ta nhận hàng, nhận hóa đơn rồi, nhưng mãi người ta không trả tiền. Sau đấy lúc người ta không có tiền để trả thì người ta bảo là tôi không có tiền đâu, discount đi tôi mới trả, đúng không ạ? Thì cái người kế toán ấy là phải phản ánh nó vào cái transaction price này. Đấy nhá, bước 1 này, xác định contract. Bước 2 là xác định performance obligation. Bước 3 là xác định transaction price. Bước 4 sẽ là allocate cái transaction price này vào cái performance obligation nào. Được chưa? Đó. Thì
để mình ghi nhận doanh thu. Đây ạ, mình đang nói với các bạn đấy là mô hình 5 bước. Đấy, thấy không ạ? Bước 1 nhá, identify the contract đúng không ạ? Bước 2 là identify the performance obligation mình vừa mới nói với các bạn. Bước 3 là mình sẽ xác định cái transaction price đúng không ạ? Và bao giờ mình cũng nói rằng là probability weighted expected value or most likely amount, thấy không ạ? Là cái số mà mình có thể thu hồi được. Và cuối cùng là mình allocate cái giá đấy vào các performance obligation. Như cái ví dụ vừa xong chị vừa mới làm là lấy 20 chia cho hai cái sản phẩm kia đúng không? Là đấy là tôi đang làm động tác là allocate cho các chuyển price to performance obligation. Và cuối cùng là mình ghi nhận doanh thu tương ứng với cả hai cái performance obligation đấy. Đấy ạ. Thì cái mô hình năm bước này nó làm thay đổi hoàn toàn, em trả lời Thảo là Thảo xem video xong rồi. Nó làm thay đổi hoàn toàn cái tư duy về việc ghi nhận doanh thu trước đây. Trước đây thì người ta ghi nhận doanh thu chỉ đơn giản là khi nào bán hàng thì thu tiền. Và trước đây người ta quan tâm là chúng ta bán cái gì. Có nghĩa là bán hàng thì ghi nhận vào thời điểm nào, dịch vụ ghi nhận thời điểm nào. Bây giờ thì không. Bây giờ thì vì hàng hóa và dịch vụ nó không cam kết lẫn vào nhau, cho nên là chúng ta sẽ phải xác định là cuối cùng chúng ta đang cam kết cái gì. Và vì cái hợp đồng này, quên cái chuẩn mực này nó đưa ra 5 bước nên đồng thời nó xóa sổ chứ không phải là update hai chuẩn mực. Trước đây chúng ta có chuẩn mực IAS 18 là Revenue Recognition và chuẩn mực IAS 11 là Construction Contract. Bây giờ cả hai chuẩn mực này bị xóa sổ bởi vì 5 bước này. Ok chưa ạ? Đấy ạ, thì mọi người có thể, đấy là mình đang giải thích với các bạn về 5 bước. Ở đây. Rồi, bây giờ mình nói với các bạn một cái tình huống. Đây ạ, trong trường hợp nhá, cái câu chuyện consideration, thì đây là mình đang nhìn cái transaction price nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong cái lúc mà 5 bước này ạ, thì cái khó nhất là xác định transaction price, đúng không ạ? Bây giờ nó có một cái tình huống đầu tiên, đấy là mà chúng ta đi thi nó sẽ gặp, đấy là variable consideration, có nghĩa là cái giá nó có thể thay đổi, nó không phải là một cái giá fix ở trên hợp đồng, đấy chứ ạ? Thì mình làm thế nào để mình có thể tính được, đúng không ạ? Ví dụ như mình sẽ tính ra cái gọi là most likely amount, nghĩa là cái số nào mà có nhiều khả năng xảy ra nhất, đấy chứ ạ? Ví dụ như ở đây người ta nói rằng là nếu mà tính cái variable consideration giống như kiểu là ví dụ như là nếu mà hợp đồng kiểm toán chẳng hạn, nếu cứ 1 tiếng thì tôi sẽ tính từ này tiền, đúng không ạ? Hoặc là bọn mình đi làm tư vấn nhá, có hợp đồng retainer là cứ hỏi quá 1 tiếng thì bắt đầu là tính phí như thế nào. Thế thì trong hợp đồng ấy, lúc đầu mình không thể biết được là thế thì cái consideration là bao nhiêu, đúng không ạ? Và mình sẽ phải tính một cái đấy gọi là variable consideration. Cái thứ hai đấy là trong trường hợp mà ví dụ như là mọi người mua hàng nhưng mà các bạn trả chậm, trả góp ấy, thì nó có một cái tình huống gọi là significant financing component. Ví dụ các bạn trả ngay hôm nay, các bạn mua cái máy tính này 20 triệu, nhưng nếu như các bạn mua qua một cái đơn vị kiểu như là gì nhỉ, mấy bọn cho vay ấy đấy, thì nó sẽ bảo là mua máy tính đúng không, 20 triệu đúng không, nó giải ngân luôn, nhưng mà sẽ phải trả lãi là 5% một tháng, đúng không? Thế thì lúc đấy ạ, là chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái significant financing component, mặc dù đấy vẫn là cái thằng bán máy tính thôi, nhưng mà nó sẽ tính luôn lãi vào đấy. Thì có nghĩa là cái ông bán máy tính đấy ạ, ông đang cung cấp đồng thời hai dịch vụ, ông ghi nhận hai dịch vụ. Dịch vụ thứ nhất là cái máy tính, bán cái máy tính, cái thứ hai là cho vay lãi, đúng không? Và lúc đấy chúng ta sẽ ghi nhận hai cái chứ không được ghi nhận một. Đấy, cho nên là ví dụ như trước đây mọi người, ví dụ như là mua nhà của Vin chẳng hạn, đúng không? Nếu như mà trả ngay thì giá thấp hơn, nhưng nếu mà vay qua ngân hàng thì lại giá cao hơn. Đấy ạ, thì đấy là có financing component, đúng chưa ạ? Cái thứ ba là có dạng non-cash consideration. À thôi, đi lấy ví dụ từng cái một nhá. Đây, ví dụ mọi người nhìn thử một cái illustration, một cái significant financing component, đúng chưa ạ? Đây ạ, chúng ta nhìn thấy là ông bán hàng này, mua hàng này, mùng 1 tháng 1 này, 200.000, đúng chưa ạ? Và thanh toán vào 31 tháng 12. Và L Company không thể trả lại hàng được, có discount rate là 4%. Mọi người nhìn là chúng ta mua hàng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 nhưng mà trả tiền mấy năm ạ? 2 năm sau và không có quyền trả lại hàng, đúng không ạ? Như vậy ở đây mình nhìn thấy rằng là như vừa nãy mình nói ạ, cái công ty này họ bán hàng, đúng không ạ? Nhưng mà ngoài cái chuyện bán hàng ra thì họ còn làm gì nữa ạ? Đúng rồi, họ đang cho vay trong vòng 2 năm. Và sẽ phải có một cái loan contract trong vòng 2 năm, đúng chưa ạ? Thế thì ở đây mình thấy là để ghi nhận doanh thu của năm nay, có nghĩa là cái năm
2000x2 á, thì người ta sẽ ghi nhận như thế nào? Các bạn sẽ phải lấy cái 200.000 này, đúng không ạ? Cái số tiền mà người ta bán này, các bạn discount sau 2 năm về thời điểm hiện tại. Đây ạ, 200.000 discount 2 năm về thời điểm hiện tại là 178.000. Được chưa ạ? Finance income của năm 2022 sẽ là 178 này nhân 6% là 10.680. Và như vậy chúng ta nhìn thì chúng ta đang ghi nhận hai cái này. Đấy ạ, mình quay lại đấy là cái tư duy của cái IFRS này nó rất match với cả cái câu chuyện người ta đang viết cái chương này, là các bạn đi làm các bạn phải tư duy rằng là trong một cái công ty người ta đang có bao nhiêu cái nguồn tiền, bao nhiêu cái nguồn income và nó sẽ đi vào các cái loại income nào, chứ không phải chỉ đơn thuần là tôi đang học ghi nhận doanh thu để tôi quan tâm tài khoản doanh thu. Ok chưa ạ? Rồi ạ. Non-cash consideration thì dễ thôi ạ. Ví dụ như là đổi lấy cái gì đấy, hàng đổi hàng chẳng hạn, thì nó gọi là non-cash consideration. Được chưa ạ? Đây ạ, ví dụ như bây giờ mọi người sẽ xem thử một cái tình huống, cái này giống bài trong sách thì nó mình làm bài tập xong thế sao. Rồi ạ, cái bước thứ tư là bước các bạn sẽ allocate cái transaction price nó. Đấy, rồi. Đây ạ, ví dụ trong sách cũng tương tự như thế, có khi còn khó hiểu hơn một tí. Đấy là người ta give a customer a free handset, nghĩa là mua, nếu mà các bạn có một cái hợp đồng 20 đô một tháng, được chưa ạ? Thì các bạn sẽ được tặng luôn một cái handset, đúng không ạ? Trong 2 năm. Đấy, thì các bạn sẽ phải tính ra là thứ nhất là các bạn bán cái handset đấy, được chưa ạ? Cái thứ hai là các bạn bán cái dịch vụ đấy, đúng không ạ? Network service. Đúng chưa ạ? Thì bây giờ mình nhìn thấy rằng là handset standalone price là 100 này, contract là 20 đô một tháng này. Vậy thì các bạn đang nhân được là 20 đô nhân với cả 24 tháng, đúng không ạ? Là bằng 480 đô. Có nghĩa là total tiền các bạn sẽ thu được là 480 đô. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là cái handset là 100, cái này là 480. Nhưng mà các bạn chỉ thu được có 480 thôi. Thì các bạn sẽ làm như nào ạ? Cái này tỷ lệ của nó 100 trên 480 đúng không? Nhân 480. Đúng chưa ạ? Cái này là, xin lỗi, trên 550 ạ. Cái này là 480 chia 580 nhân 480 ạ. Đấy. Ví dụ như là cái handset khi mà tính như thế này thì nó sẽ không phải là 100, đúng không ạ? Mà nó sẽ ra tỷ lệ nó chỉ là 1 phần 480. Tại vì tổng cộng bạn thu là 450. Đúng rồi. Nhân 480 thì bạn sẽ thu được ở đây là 80. Các bạn thu được 82,76, được chưa ạ? Ở đây sẽ còn bằng 397,24. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ ghi nhận là tôi bán cái handset với giá 82,76. Tôi bán 2 năm network service với giá 397,24. Vậy thì lúc này ấy, mình nhìn ra là ví dụ như cost của handset mà nó là 50 đồng. Thì thay vì tôi có lãi 50, đúng không? 100 trừ 50 là 50. Thì tôi chỉ đang có lãi là 32,76 thôi. Nếu như mà network service giá cost của tôi cho 2 năm dịch vụ của tôi, ví dụ như là 300 đô chẳng hạn, thì thay vì tôi có lãi là 180 đô thì tôi chỉ đang có lãi vào 97 đô thôi. Nhưng cái lãi này nó giảm đều trên tất cả những cái performance obligation mà mình đã hợp với khách hàng. Đấy ạ. Thì nó đấy là cái cách mà chúng ta đang allocate, được chưa? Thì đấy, cái ví dụ này nó giống như cái ví dụ cái máy tính của mình, đúng không ạ? Rồi ạ. Và cuối cùng thì mình đến là cái thời điểm ghi nhận doanh thu, bởi vì ở trên chúng ta không nói gì đến thời điểm, chúng ta allocate thôi, nhưng rõ ràng là 2 năm ghi nhận doanh thu thì các bạn phải chia ra mỗi mặt hàng ghi nhận doanh thu một lần, chứ không phải là ghi nhận cùng một lúc, đúng không ạ? Và bây giờ thì đến cái đoạn câu thứ năm, là cái bước thứ năm là các bạn sẽ xác định khi nào mà performance obligation satisfy over time, tại thời điểm nào thì thỏa mãn điều kiện ghi nhận doanh thu nào thì các bạn mới là ok dạ. Rồi ạ, một cái nữa đấy là bây giờ nói đến một cái câu chuyện, đấy là có những cái tình huống ấy, thật ra cái câu chuyện performance obligation satisfy over time này là nói đến một cái chuẩn mực ngày xưa người ta đã xóa đi rồi, và bây giờ thì các bạn lại phải bị đưa vào đây. Đấy là tình huống xây dựng. Tất cả những cái vấn đề nó vẫn đi theo năm bước đấy, xây dựng đi theo năm bước đấy, nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn. Ở chỗ phức tạp hơn là cái gì? Thứ nhất là các bạn có rất nhiều loại tiến độ ạ. Thứ nhất là tiến độ thu tiền, đúng không ạ? Cash receipt là khác với cả cái tiến độ mà các bạn completion, đúng không ạ? Và nó lại khác với cả tiến độ các bạn billing. Đấy. Cho nên dẫn đến là tôi nhận được tiền không phải là tôi đã ghi nhận được doanh thu,
tôi building tôi cũng chưa ghi nhận được doanh thu, mà khi nào tôi completion thì cũng đã có chắc là tôi nhận doanh thu được không? Thế thì vì ba cái này nó khác nhau cho nên chúng ta lại phải quay lại từ đầu. Đấy ạ, mọi người nhìn thấy rằng là chúng ta lại phải nhìn thấy là chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đây là chỉ riêng cái trường hợp mà có performance obligation over the time, có nghĩa là nó kéo dài ạ. Ví dụ như là xây dựng cầu đường rồi phần mềm vân vân. Các bạn sẽ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là theo output method. Output có nghĩa là tôi sẽ đo lường theo work completed base. Có nghĩa là tôi hoàn thành bao nhiêu, được chưa ạ? Thì tôi sẽ gọi đấy là output, nghĩa đo lường bằng output. Output ấy, thì nó lại quan tâm đến chuyện là các bạn, ví dụ như hôm nay là chuyện xây dựng đi, thì các bạn sẽ phải có một cái ông giám sát thi công, ông mới nói cho các bạn biết là hôm nay thế là bao nhiêu phần trăm. Chúng ta người trần mắt thịt, kiểm toán viên cũng không thể, kế toán viên không thể nào biết được là móng là bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Nhưng ông giám sát thi công sẽ nói rằng là à xong móng rồi là 20% đấy, thì cái 20% đấy chính là output, được chưa? Đấy, survey the performance of completed today, được chưa? Thứ hai là nó phải có thời gian và nó phải nhìn thấy unit produced, đúng không ạ? Là cái gì? Cái thứ hai, cái cách thứ hai là input method. Thế nếu như trong trường hợp mà tôi không có một cái ông như thế, nó cứ xây tầng 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 như thế, tôi không biết được là bao nhiêu, hay là cái hợp đồng của tôi là hợp đồng chìa khóa trao tay, có nghĩa bao giờ xong hết thì tôi mới giao cho khách hàng, tôi cứ xây thôi, thì tôi có được ghi nhận doanh thu không? Rồi 5 năm tôi không ghi nhận doanh thu tí nào, cho đến lúc tôi trao một cái tôi ghi nhận doanh thu hết thì là không đúng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có phương pháp thứ hai là phương pháp input method. Phương pháp input ở đây lại được hiểu là dựa trên cái cost mà nó đã incur. Ví dụ dự toán của tôi là tôi sẽ bỏ ra 1 tỷ để xây dựng, trong đấy bao nhiêu gạch đá cát sỏi vân vân, đến ngày hôm nay là tôi đã bỏ ra 800 triệu rồi, thì tôi ước tính là tôi đã tàn thành 80%, được chưa? Vậy thì làm cách nào ạ? Cách mà tôi nói rằng là chúng ta cần phải có một cái người đứng bên thứ ba nói cho tôi biết là tôi hoàn thành xong bao nhiêu phần trăm, hay là dựa vào cost, thì trong chuẩn mực cho phép chúng ta lựa chọn ạ, và lựa chọn cái nào đáng tin cậy hơn ạ. Tất cả thông tin này mình đều có. Ví dụ nếu như các bạn mua, các bạn có cost, các bạn có dự toán, nhưng bây giờ các bạn thấy là các bạn bỏ 800 triệu thật, nhưng mà có một đống cát này, xong một đống bê tông này, xong còn trả trước một đống tiền cho nhà thầu để thuê máy rồi này, thì các bạn sẽ biết là để xác định cái số cost thực mà đã incur to date là rất khó, đúng chưa ạ? Thế thì lúc đấy các bạn sẽ consider xem có xác định được output không. Nhưng ngược lại những trường hợp là các bạn không xác định được output, bởi vì không có yêu cầu nào bắt buộc các bạn phải có giám sát thi công cả, cho nên dẫn đến là không có ai xác gọi là certify cho các bạn là đang là bao nhiêu phần trăm cả, thì các bạn sẽ cân nhắc cái input, được chưa? Chúng ta sẽ có hai lựa chọn như vậy. Rồi ạ. Chị ta ơi, cũng có... ừ, em hỏi đi. Em hỏi chút, đây cũng là một điểm để khi convert từ VS sang AFIS, đúng không? Đúng rồi. Đây cũng chính là một cái tiếng của em bị em đang vào bằng hai device à, nó bị chói chứ không nghe được. Em hỏi lại đi. Ý em hỏi là đây cũng là một điểm khi convert từ VAS sang AFIS đúng không ạ? Tại vì theo VAS thì thường mọi người sẽ ghi nhận theo doanh thu hoặc là thu tiền ý ạ. Đúng rồi. Nhưng vấn đề là ấy, cái chuẩn mực này chị cũng nói với mọi người rằng đây cũng chính là một cái ví dụ để nhìn thấy rằng chúng ta không convert được. Bởi vì sao? Doanh thu là em ghi nhận từng giao dịch mà. Em convert làm sao được một cái balance, được một cái số dư doanh thu đó. Cho nên tại sao không đầu tiên chị còn nói với các bạn ấy là mình học cái này thì mình sẽ hiểu ra một điều, đấy là chúng ta không thể nào mà convert theo kiểu là cái số dư bụp một cái, đúng không ạ? Mà mình phải nhiều khi là mình phải đập đi đập lại, đúng không? Nếu mà nói gọi là chính xác thì mình đập đi đập lại. Tại vì em thấy bình thường là sẽ book một cái bút toán điều chỉnh doanh thu ấy. Điều chỉnh, ừ, đúng rồi. Vâng. Thế nó không chính xác đâu, đấy là. Vâng. Để có thể ra được bút toán điều chỉnh doanh thu ấy thì bọn em đã phải tập hợp một cái working paper của bọn em liên đúng quan đến toàn bộ ghi nhận doanh thu trong kỳ, xong rồi cái giao dịch doanh thu nào là khác biệt, đúng không, thì bọn em đã điều chỉnh đấy. Thế nhưng mà cái đấy thì nó cũng chỉ là điều chỉnh tại thời điểm cuối năm cho mục đích gọi là báo cáo thôi, còn nếu như mà đúng ra, tại vì ví dụ như là chị đi làm ấy, thì chị sẽ thấy là cái việc đấy nó không chính xác ở chỗ là ví dụ như bọn em bán hàng mà có ghi nhận doanh thu bằng ngoại tệ nhá, thì cái việc đấy cực kỳ khó vì em không thể nào ngồi em tra được cái tỷ giá từng ngày mà em book lại được, đúng không? Vâng. Em đang nói về xây dựng thôi ạ. Thì còn trong trường hợp nhé, nếu mà dùng input methods thì nếu mà công trình đấy nó bị vượt budget thì đến lúc đấy thì mình sẽ làm nào ạ? Vượt budget nó có trong này mình cũng có học luôn ạ. Vượt budget nó có một cái từ gọi là onerous contract đây ạ, mình biết thế này ạ.
tìm chỗ nào. Onerous contract. Onerous contract là một cái dạng hợp đồng mà chúng ta nhìn là chúng ta biết là lỗ luôn. Có nghĩa là ngày hôm nay nhá, bắt chi cái là 1 tỷ, hôm nay nó chi tỷ 2 rồi, có nghĩa chắc chắn hợp đồng này em lỗ. Đấy ạ, thì gọi là onerous contract. Thì trong trường hợp hướng dẫn là đối với onerous contract thì các bạn sẽ lập tức là ghi nhận lỗ luôn vào cái kỳ mà mình phát hiện ra là mình đã bị lỗ bắt chi đi ạ. Là mình sẽ ghi lỗ luôn vào kỳ đó ạ. Dạ vâng, vâng, em hiểu rồi ạ. Vâng, cảm ơn chị. Ok. Rồi, bây giờ chị sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này trước khi mà chúng ta nói đến hai cái khái niệm là contract deal to customer hay là deal from customer. Mọi người cùng xem cái ví dụ như thế này nhá. James ký một cái hợp đồng để xây dựng một cái office building từ ngày 1 tháng 1 đấy chứ ạ, năm 2005, và dự kiến là sẽ kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2006. Control over the asset passed to the customer as construction takes place and James does not have alternative use for the asset. Satisfaction of the performance obligation is measured by reference to work complete to date. Đấy. Người ta nói như thế này các bạn biết ngay. À đấy, đi thi á, thì có một cái điểm rất sướng là các bạn không phải ngồi băn khoăn là bây giờ chọn output hay chọn input đâu ạ. Đề bài người ta sẽ nói hộ các bạn cái việc đấy ạ. Các bạn không cần phải lựa chọn mà người ta sẽ nói rằng là chúng ta sẽ đo bằng gì. Ví dụ như trong trường hợp này, người ta nói rằng là satisfaction of performance obligation is measured by reference to work completed to date, là đo bằng gì đấy? Output, đúng rồi. Now, in the first year to December 2005, người ta đã có cái chứng nhận là có value là 750.000, được chưa? Có final contract price là 1.500, được chưa? Amount invoiced to the customer là 625. Nghĩa là các bạn đã billing nhé. Cái số này là số billing, được chưa? Và các bạn chưa nhận được một đồng nào. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ ghi nhận cái financial statement ở trên này, các bạn sẽ ghi nhận cái, ở đây người ta đang nói rằng là các bạn sẽ ghi nhận, chưa ghi nhận lãi lỗ gì đâu nhé, mà đang hiện doanh thu ở đây là bao nhiêu. Nào, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta đang có cái final contract price là 1.500.000, đúng không ạ? Và mình đang billing là 625, được chưa? Và các bạn đang có work completed là 750. Các bạn sẽ biết là các bạn sẽ được ghi nhận bao nhiêu ạ? 750, đúng không ạ? Cái việc billing này là 625 ấy, thì nó sẽ vào account receivable các bạn nhé. Bây giờ các bạn nhìn này, tôi được ghi nhận doanh thu là 750, nhưng tôi mới xuất hóa đơn 625 thôi, thì sao ạ? Thì các bạn sẽ còn một cái khoản nữa, các bạn gọi nó là contract due from customer là 750 trừ đi 625 là 125.000 nữa. Và cái này nó cũng nằm ở trên cái khoản account receivable của các bạn. Có nghĩa là ở trong phần phải thu ấy, nó sẽ có hai tài khoản nhé. Một tài khoản tên là account receivable, một tài khoản tên là contract due from customer. Được chưa ạ? Và tài khoản contract due from customer nó chỉ xuất hiện trong trường hợp chúng ta đang xuất hóa đơn nhỏ hơn doanh thu được ghi nhận. Trong trường hợp mà doanh thu được ghi nhận lại lớn hơn, nhỏ hơn so với cả khoản phải thu, so với cả phần mình đã billing, thì các bạn, billing là theo tiến độ thu tiền ạ, được chưa ạ? Còn doanh thu là ghi nhận theo đấy output method hoặc là input method ạ. Thì vì hai cái sự khác nhau này, nó sẽ dẫn đến là có contract due to trong trường hợp chúng ta đang, due to là chúng ta đang phải trả khách hàng. Đấy là vì mình billing bị nhiều lên, được chưa ạ? Thì mình có due to. Còn trong trường hợp mà mình đang billing thiếu thì đấy là due from, được chưa ạ? Rồi ạ, bây giờ mình sẽ xem là mình sẽ ghi nhận ở trong cái đây, mọi người thử làm câu này thử ạ. Câu này cũng giống cái bài của mình thôi ạ, nhưng vì nó vừa liên quan một cách đúng đến cái mình vừa mới nói về due to và due from. Rồi, để tí nữa làm bài tập làm một thể nhá. Rồi ạ, một cái nữa, đấy là chúng ta ngoài cái trong IFRS 15 ấy, thì cái nguyên tắc lớn nhất ở trong IFRS 15 là nói đến substance over form.
Cho nên ở đây người ta đang đưa ra cho các bạn các cái different transaction, đúng không ạ? Ví dụ khi nào các bạn có cái giao dịch gọi là agent thì các bạn sẽ chỉ được principal and agent này này, thì các bạn sẽ chỉ được xác định là nếu như tôi là agent nhá, thì tôi chỉ xác định là doanh thu của tôi chỉ là commission thôi, được chưa ạ? Và cái ông principal ấy thì khi người ta xuất hàng sang cho đại lý, trong trường hợp đại lý bán được hàng ra ngoài rồi tôi mới được ghi nhận doanh thu, được chưa ạ? Và cái chuyện chúng ta xác định principal hay agent ấy, nó sẽ dựa vào cái từ control. Và làm sao tôi biết được control là như thế nào? Thì các bạn phải để ý là ai là người quyết về giá. Trong đề bài người ta sẽ có một cái hint là ví dụ như là tôi nhận hàng về, nhưng bây giờ giá của cái công ty gì đó đưa cho mình giá cao quá. Thì các bạn hãy nhớ rằng như thế, có nghĩa chúng ta không có quyền control về giá. Chúng ta đang gọi agent, nhớ chưa? Còn trong trường hợp mà bán mua đứt bán đoạn thì tôi thích bán giá bao nhiêu thì bán chứ, đúng không ạ? Đấy là cái quyền control nó thuộc về ai thì bên đấy nó sẽ là principal. Và nếu mà tôi không có quyền control về giá hàng hóa đó thì tôi sẽ chỉ là agent thôi, thì tôi chỉ được nhận doanh thu là fee of commission thôi. Rồi cái tình huống các cái tình huống khác thì nó cũng chỉ quay lại câu chuyện là ví dụ như là sales with the right of return, hay mình còn gọi là sales and repurchase, nghĩa là mua hàng bán hàng xong rồi lại gì ạ, được mua lại, được chưa ạ? Thì ở đây mình sẽ nhìn thấy trong trường hợp này ạ, nếu trong trường hợp nhá mà IFRS sẽ yêu cầu ghi nhận, nếu như một là có cái đây ạ, mọi người nhìn thấy tình huống này, ví dụ như là đây là một cái công ty bán đồ online, được chưa ạ? Khách hàng có quyền trả lại hàng trong vòng 28 ngày nếu mà không vừa, không thích hay whatever. Và cái tuần cuối cùng của năm 2008 thì công ty này bán 200 cái váy với 400 đô, được chưa? Đấy, có dress cost là 250 đô một cái. Quickie has expected average leverage of return 25%, nghĩa là cứ 25% là sẽ trả lại. Và tuần cuối ạ thì không có cái nào đã được trả lại hết. Vậy bây giờ chúng ta ghi nhận như thế nào? Thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta nhận được tiền ấy, là bán 200 cái váy với giá 400 đô, đúng không? 200 nhân với 400 thì ra 800 nghìn, đúng chưa ạ? Quickly expect 25% of dresses to be returned, đúng không ạ? Bây giờ mình nhìn thấy là có nghĩa là tôi chỉ được ghi nhận doanh thu bao nhiêu thôi ạ? 75% thôi. Tôi thu được 80.000 nhưng tôi chỉ được ghi nhận doanh thu bao nhiêu ạ? 60.000 thôi. Được chưa ạ? Còn lại ấy, là mình sẽ phải ghi một cái khoản refund liability là 25%. Được chưa ạ? Đây ạ, bút toán của nó đây ạ. Mọi người nhớ rằng là trong các cái câu multiple choice chúng ta sẽ có những cái câu chúng ta hỏi các bạn bút toán. Debit cash là 80, credit revenue là 60.000 và credit refund liability là 20.000. Được chưa ạ? Rồi, ok ạ. Consignment thì không có gì, như thế nào không có gì. Rồi ạ, mọi người giờ giúp mình sách bài tập dạng, mình sẽ cắt cái video vừa rồi ra.